Dạ, xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thông cảm nha, Khương Dừa khiêng cái tivi nặng quá, Khương Dừa nhìn dưới đất không có nhìn bà con cô bác được. À, bà con cô bác thân mến, biết sao bà con cô bác? À, có một anh bạn á, hồi bữa ảnh tặng cho ba của Khương Dừa cái tivi 60 inch á. Đã thiệt là đã luôn. Đó. Xong rồi cái Khương Dừa cũng cảm ơn ảnh, cái Khương Dừa cũng có chia sẻ giùm ảnh cái clip. Xong ảnh bán tivi ngang nó cũng được lắm. Xong cái hôm nay á, ảnh thấy cái sớm Khương Dừa qua cái mùa dịch này cực khổ quá, cái ảnh tặng lượt ba cái luôn, mà Khương Dừa mang vô trước hai cái rồi, cái này mới nhận. À, nãy giờ Khương Dừa khui ra để Khương Dừa thử đó, thì ảnh cho cái sớm của Khương Dừa, mà sớm Khương Dừa thì đông lắm, mà giờ ba cái thì không biết sao, nhưng mà của cho mà ha, không lẽ cho ngưỡng cái thì đâu đủ, ảnh cho ba cái vậy là quý lắm rồi đó. Cho nên là Khương Dừa có một cái phòng Khương Dừa mới sửa lại, Khương Dừa tính để dành Khương Dừa bán yến cho ngoại á. Cái Khương Dừa nói Khương Dừa nhận ba cái tivi này, Khương Dừa nói là ba cái tivi này là Khương Dừa để Khương Dừa mở cái cửa hàng để bán tivi, nguyên cả sớm đều tin. Còn mình cầu tư là biết thôi, tại cầu tư quay lướt cho Khương Dừa đó. Bây giờ Khương Dừa vô, Khương Dừa giới thiệu với bà con cô bác cái showroom tivi của Khương Dừa nha bà con cô bác. Phủ phủ nắng có chân nước bể dạ được không bể á? Để xuống, để xuống. Nặng lắm. Dạ. Dữ ta. Dạ, ông ngoại chào quý khán giả ông ngoại. Giới thiệu cho bà con cô bác, ba vợ của Khương Dừa, ông ngoại của nhà sữa. Giới thiệu bà con cô bác Phong Tôm. Sao mặt mình khờ khờ vậy? Ngủ mới vậy hả? Bà cô bác này an tâm. Đó, hôm nay sớm Khương Dừa là trở lại công việc hết rồi, cho nên hôm nay không có đông đủ. Hôm nay chỉ có mấy người à. Đó bà con cô bác thấy không? À, nguyên cái showroom này Khương Dừa mới sửa sang lại nè. Đó, sửa sang lại thì đây mình ngưng lại xíu đi. À, mình sửa sang lại để làm gì với bà con cô bác, để mình làm kệ rồi nè. Đó, mình đặt tivi mình bán, Khương Dừa chuẩn bị biến cái nơi này thành cái siêu thị mà để bán tivi. Đó. Thấy được không anh ta? Thấy đẹp không? Đẹp quá, đẹp quá. Được không ạ? Bây giờ đem cái này ra luôn rồi sao? Giờ giới thiệu bà con cô bác, đây là giám đốc kinh doanh. Hồi bữa là bà bán yến á, mà bữa nay yến bán không được thì chuyển qua giám đốc kinh doanh của bán tivi. Còn đây là này là giám đốc, tại là tổng giám đốc của cái siêu thị điện máy tivi. Và còn đây là anh giám đốc kỹ thuật. Giờ anh gắn anh khui ra anh gắn giùm em nha. Anh gắn giùm em. Hồi nãy giờ thì trong đây anh Tâm đã gắn giùm Khương Dừa hai cái rồi. À, xin giới thiệu bà con cô bác, đây là tivi cai quật. Đó. Cái này là tivi sản xuất tại Indonesia nha bà con cô bác. Dạ. Cái tivi này thì làm thuộc trong top 5 thương hiệu sản xuất tivi lớn nhất thế giới. Đó. Hôm nay thì mình chưa có bán á, mình mới có trưng bày thôi, nên Khương Dừa nhận về trước ba cái tivi để trưng bày. Đây là cái tivi 32 inch nha bà con cô bác. Đó, nếu mà bây giờ thì bên nhãn hàng họ báo lại Khương Dừa là tivi 32 inch thì giá là 5,5 triệu. Dạ, còn tivi này là tivi 40 inch cai quật là giá là 6,5 triệu. Dạ, còn đây là tivi cai quật là 55 inch. Đó. 55 inch này là giá là giá này là hơn 13 triệu nha bà con cô bác. Mở cái YouTube này, YouTube thì mình mở thẳng vô luôn nha bà con cô bác. Này có 5,5 triệu. Để vừa vừa cái kiếm dạ. Canh cho ngay giữa. Khương Dừa đang mở kênh coi của Khương Dừa nha bà con cô bác. Đó. Đó. Đã chưa? Phong lát mua anh ủng hộ anh cái đi Phong ơi. Ủng hộ anh trước cái đi. Lấy cái nào? Đó. Cái này là giờ vô YouTube nó bình thường nó rất là tiện lợi nhưng mà con cô bác. Đó, nhưng mà cái này thì mình do cái dòng này thì nó chưa có cái tính năng mà tính năng giọng nói á, cho nên mình phải bấm. Đó, mình bấm gì hoặc là mình bấm gì vô YouTube sẵn thì mình bấm, mình phải bấm chữ. Đó. Ủa nó lên bên đó luôn kìa bà con cô bác.
Rồi, rồi đây cái này dòng 32 inch, là giá là 5 triệu rưỡi. Đó, giới hôm nay Phương Dừa giới thiệu cái showroom của Phương Dừa coi. Còn cái này là cái dòng là cái dòng này là dòng 440 inch. Cái này là nó có giọng nói để Phương Dừa thử giọng nói cho bà con cô bác cùng nghe nha. Đó. Đây mình vô biến tắt vô YouTube luôn. Đó, sẵn vô YouTube ha. Đó mình lên qua đây. Rồi mình tìm kiếm giọng nói nha bà con bác. Giờ đa số các tivi thì họ hay có cái chức năng này nè, để mình khỏi phải bấm. Hoặc là ví dụ như mà người già, người lớn tuổi á, người ta không biết á, người ta vô đây người ta bấm, chứ bấm giọng nói là nó được. Ví dụ như này, Khương Dừa. Đó, ra Hương Dừa. Đó, nhưng mà vẫn ra Khương Dừa nha bà con bác. Đó. Đó. Đó, ví dụ như còn giờ ví dụ như Khương Dừa con đi ha. Khương Dừa con. Đó, ra cũng vẫn Khương Dừa con luôn. Đây clip của trà sữa đây, trà sữa Thế Vĩnh. Đó. Chào bắt bánh tay mà. Không bao giờ mẹ bắt ngọc bánh tay. Đó. Đó bà con cô bác, hoặc là ví dụ như là giờ mình nghe nhạc ví dụ nha. Nhạc trữ tình hay nhất đi. Hay nhất trên thế giới. Ừ, nhất không, nó ra nhạc trữ tình hay nhất. Đó, nó tiện lợi vậy đó, đó là bắt đầu mình mở mình coi. Đó, 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 có rất là nhiều đó. Như ông ngoại thì ông ngoại không? Ông ngoại mà mở phim, ví dụ ông ngoại mở ca cổ ha. Ca cổ hay nhất. Đó. Đó, nó ra rất là nhiều cái kênh để mình xem. Đó, cái này có tính năng cái giọng nói nha bà con cô bác. Đó, mình mà bấm vô. Mình bấm vô để mình test cái giọng nói. Rồi, bây giờ tới cái đây. Cái đây mới đã nè. Cái này làm 55 inch nha bà con cô bác. Cái này 55 inch thì giá của nó là hơn 13 triệu. Đây, để Phương Dừa thử. Bữa ảnh tặng Phương Dừa cái hiệu TV hiệu Kuka là hình như giá là cũng hơn 15 triệu. Dạ. Để bây giờ mình cũng có cái nút YouTube luôn bà con cô bác. Đó. Mình vô kết nối giọng nói coi. Để TV đã quá ha. Phong Tôm mà mua cái này Phong Tôm anh Tâm mua cái nào? Cái nào cũng đẹp, mua cái bự lên. Cái bự. Chưa cài đặt, giờ mình cài đặt ha. Cho phép ha. Khương Dừa. Không dựng. Không, ra cho Khương Dừa thôi. Nãy giờ là mấy anh em đi cài đặt dùng Khương Dừa rồi. Khương Dừa. Không được. Không, tại mình đọc, không, tại mình đọc á, mình đọc cái tên Khương Dừa thì nó khó. Ví dụ như là nhạc trữ tình hay nhất. Thấy không? Gà đó thấy không? Ghệ của Phong Tôm. Ghệ của Phong Tôm. Ghệ của Phong Tôm. Không, tại mình đọc á nó ra chứ. Này này nè. Ghệ của ông ngoại. Âm tại mình đọc cái chữ đó nó phát âm không đúng. Nó... Bồ nhí của ba vợ Khương Dừa. Thấy không? Tại cái gà. Bồ nhí của vợ Khương Dừa. Ai ta? Bà nào vậy? tại cái chữ ghệ á, chữ ghệ nhiều khi mình phát âm nó không chuẩn á, nó không ra. Đó, vậy đó bà con cô bác, vậy thì mình vô mình xem. Đó. Này quảng cáo. À, cái này giờ Khương Dừa nghĩ mà bà con cô bác ai xài tivi chắc cũng biết mấy tính năng này nè. Nó dễ dàng ha. Có gì lúc mà mình mua mình lắp đặt á, kỹ thuật họ sẽ hướng dẫn cho mình. À, cái này HD bà con bác, cái này mình xem HD này ha. Đó. Còn cái này thì mình xem chế độ là 4K luôn. Đó, ví dụ như Khương Dừa quay 4K, coi để có cái gì nào Khương Dừa quay 4K không nha bà con cô bác. Mình coi 4K nó mới đã. Khương Dừa 4K. Đó. Nó đều phát âm ra được cái đó. Thấy rõ hơn nè. Dạ.
đây nó ví dụ cái này 4K thì mình coi nó đẹp hơn đó. Cái của ngoại đâu tổng hình như tới 8K lận gì đó. Đó. Đó đẹp chưa? Wow. Đã không? Thấy rõ mặt mình có lỗ đen đen luôn trời, một ruồi đen rõ luôn trời. Cái hồ cá. Rồi đó. Bây giờ là Hương Dừa sẵn giới thiệu luôn. Ở giới thiệu của mình chứ cái showroom của Hương Dừa mà nếu mà bà con cô bác giờ nếu mà bà con cô bác mua TV 32 inch hoặc là 40 inch hoặc là 55 inch mà của Kai Quật thì là mình sẽ được tham gia cái chương trình khuyến mãi, là mình tham gia những cái gói mà xem TV á, ví dụ ở ở trên TV nữa có nhiều cái gói. Đó ví dụ như là My TV hoặc là nó có nhiều gói hoặc là FPT rồi đó. Thì mình tham gia những cái gói đó thì sẽ được giảm hình như là tới 2 triệu đồng, hơn 2 triệu á. Với lại mình có tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng nữa, trúng xe. Có gì mình mua TV mình trúng xe luôn, cái mình có xe mình đi chơi Tết luôn. Đó. Bây giờ ai mà mua sớm thì sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi nha bà con cô bác. Đó. Trời thấy mấy tin gì không? Bồ nhí của phong tôm. Giờ không gặp cái gì của con tôm. Bồ nhí của phong tôm. Hình nó cái nghĩa mình nó nghe không rõ. Nó nghe mình không rõ đó. Thoải mái không? Đó như ông ngoại thử rồi, ngoại thử tính năng này thử ngoài. Ông ngoại biết gì đâu là không, thử ngoại thử nè. Tại vì này dùng cho người mình lớn thì mình dễ, nhưng mà người già sử dụng nè. Nè bà mọi bấm, bấm YouTube đó. Nè mọi bấm này nè. Không nè nè. Ví dụ như vậy nè. Thôi khỏi đó. Nè ngoại coi YouTube không? Nè ngoại bấm chữ YouTube nè, giờ thoát ra luôn nha. Đó, giờ ngoại bấm chữ YouTube đây. Bấm YouTube. Dạ. Đó, nó đã phim tắt. Rồi bấm mọi nè. Rồi giờ bắt đầu nữa. Ngoài xe nè, bấm sang đây. À bấm lên đây là lên tiền kiến nè, ngoài thấy chưa đó. Cũng như ngoài kia nè. Dạ đó, rồi ngoài bấm vô chữ ở đây, rồi ngoài nói kiếm gì coi. Ca cổ gì coi. Bấm rồi đó, ngoài nói đi. Ca cổ. Đó. Đủ hết nè. Không cái này thì mình thanh niên thì mình rành mấy này lắm, công nghệ mà. Còn nhiều khi người lớn như cả anh Tâm tới lên là hơi bị chậm mà. Chậm công nghệ, cỡ như ông ngoại vậy đó. Không thấy đường mình không có bấm được á. Thì mình bấm cái chữ này đúng mình rồi bấm, dạ. Đó còn về tính năng thì nó có nhiều tính năng lắm. Nhưng mà thường người ta giờ người ta thích cái tính năng nhất là vô được kết nối được wifi nè. Đó rồi vô được mấy cái trang YouTube, những cái trang này trang kia. Nghe cái nó nghe là bản quyền ngoài. Ngoài đừng ngại con nha. Đó dụ phim võ thuật hay nhất đó. Không, mình muốn coi gì mình theo cái thứ đó này, nó lên phim võ thuật đó vậy, ví dụ vậy đó cũng lẹ hơn ha, nó nhanh hơn đó. Đó hay chứ. Thì đó bây giờ mà mua nguyên combo này thì giờ nhà 5,5 triệu với lại 6,5 triệu là 12 triệu, với lại hơn 13 triệu là hơn 25 triệu đồng đó. Ai mua mở hàng con đi. À, cái này nhiêu? Cái này hơn 13 triệu. Chặt giá đi. Đó mình phải vô cái trang web Sky Work á, mình coi giá. Coi như là con mới lấy hàng về mà. 13 triệu mà có coi như 13 triệu luôn đi. Không thì tính 13 triệu đi. Ừ. 13 triệu mà có tặng thưởng hả? Có tặng rút thăm trúng thưởng hay là tặng thưởng? Có rút thăm. À, nhưng mà có thăm trúng có không thăm nha. Ngoài mới biết luôn, ngoài phải biết rút được cái thăm. Cái này được hả chú Tám? Biết sao không? Mình vừa TV mà 71 mình có xe hơi xong đã. Thì xe hơi. Xe hơi đó có chương trình khuyến mãi xe hơi, cũng vừa sẽ gắn cái chương trình khuyến mãi đó vô để bà con cô bác xem. Mình tham quan nha.
cái hẻm mình nhỏ quá chúng sao à. Sao mình chạy vô với lại Khương Dừa sẽ gắn vô cái gói mà khuyến mãi á, người ta khuyến mãi hơn 2 triệu đồng để mình xem đó. Cái này em nghĩ là mà cái này mà không cái này mà mở quán cà phê đồ mở cái này coi đã ha, vậy là tặng thêm cái gói phải không? Dạ. 2 triệu đó. Không lựa một cái đi anh bớt cho đi vậy là giờ tao lấy cái này nè. Bự lửa á, lấy cái bự luôn á. Mày mua ba, mày mua tao nhường mày là mày chứ sao tao lấy người con nhà đi. Thôi, mua để nhà làm nhà nó đúng. Để bây giờ tới giờ luôn cực lắm. Cái gì mới vậy mày lấy cái này đi, tao lấy cái xe cái sao? Mình mới mình mới khai trương rồi, mà dành việc luôn. Nói chứ cái ba cái tivi này người ta tặng cho xóm mình đó. Thiệt á, người ta tặng sớm mình, tại vì bữa giờ thấy sớm mình đi trao quà đồ nguy hiểm quá, mà người ta giờ người ta bận ba cái mà giờ con đang không biết làm sao, giờ ba cái này giờ cắt ra làm sao để chia nè. Còn cái này hả? Còn ai để ba cái này cứ mua hết luôn đi. Còn ai để gì ta? Còn để ba cái này để đây ai coi vô coi. Nói chung không trưng bày sao được mày? Không, cái này đâu có trưng bày đâu, cái chỗ này. Cái chỗ này chỗ mình trưng bày chứ không phải chỗ để cho tường. Xúc chỗ mình coi đâu. Cái chỗ này bờ chỗ bán yến còn tại con để lên chơi á. Chỗ ngoài bán yến mà. Cái này sửa ngoài cho ngoài bán yến mà không biết. Cứ giờ Khương Dừa. À Khương Dừa nhận được thông tin là Khương Dừa nhận nữa ông anh không cho được ba cái tivi, cái Khương Dừa đi sửa này cho ngoài bán yến mà bữa giờ Khương Dừa ai hỏi làm gì, Khương Dừa nói để Khương Dừa làm cái siêu thị tivi không à. Nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều. Ba cái tivi thì cũng rất là nói chung là quý quá rồi, tặng một cái không là quý rồi, nhưng mà tặng Khương Dừa cho sớm Khương Dừa ba cái thôi, sẵn Khương Dừa chia sẻ luôn, nếu mà sắp tới ví dụ mà anh bán được thì thôi tặng tại sớm Khương Dừa còn tới 7 phòng nữa, có gì tặng thêm 7 cái luôn. Chứ giờ ba cái biết sao giờ, còn em lấy cái này đi không? Em lấy cái này đi, bây giờ ví dụ 25 triệu mà chia ra cho 10 phòng thì 1 phòng được 2,5 triệu, giờ em lấy cái này đi là em bù 10 triệu. Được không? Được. Thì coi như phần của em là 2,5 triệu chấm rồi. Giờ còn em lấy cái này thôi, bù 10,5 triệu vô, lấy 10,5 triệu qua lấy cho biết xài liền. Rồi lấy đi, xin vợ. Xin vợ lên. Vậy xin vợ ha. Dạ em ơi. Thằng Phong Tôm nó xin vợ tiền vợ bắt con. Tặng mình á. Bữa cái anh bữa tặng cái tivi của cho ba đó. Cái anh bữa tặng tivi cho ba đó. Dạ cái tivi sao đó là ảnh luôn á, cùng chung luôn á, ảnh bán á. Dạ có không, giờ không thèm nói chuyện luôn rồi, giờ không thèm nói chuyện luôn. Dạ thôi Khương Dừa cũng thay mặt sớm trợ Khương Dừa cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho sớm Khương Dừa rất là nhiều, bao nhiêu đó cũng quý rồi mà giờ anh có tặng quà nữa thì nói chung là cảm ơn sâu sắc hơn nữa. Rồi cái ba tivi này chắc để sớm Khương Dừa để xem chung cho vui thôi, chứ nói chung chia gì cũng không biết chia làm sao. Dạ nhưng mà thôi nói vậy thôi chứ không phải là để anh tặng thêm nữa nha, chứ tặng 7 cái nữa là nặng vốn lắm á. Dạ với lại cũng hy vọng là thôi anh cũng có tấm lòng ông ta anh tặng cho Khương Dừa ba tivi thôi, Khương Dừa cũng có thứ nhất là quay lên để chia sẻ niềm vui cho bà con cô bác, thứ hai là Khương Dừa cũng muốn chia sẻ giúp anh để anh có buôn bán được, thì nói chung mà cũng Khương Dừa cũng giúp được anh, anh cũng có giúp được sớm Khương Dừa, nói chung như vậy thì cũng mình có qua có lại ha, nói chung là anh cũng quý tụi em cũng rất là quý anh, hy vọng là anh buôn mai cũng đắt. Còn bây giờ thì thôi xin cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều, chúc quý bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe nha, chúc anh nhiều sức khỏe, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Chào.